41. Lòng thành thông thánh. Lúc Ngài từ chùa Nam Hoa đến Hương Cảng không bao lâu, thì có một nữ Phật tử thuần thành là La Quả Minh đã dẫn ba đứa con đến quy y Ngài. Mùa thu năm 1952, bà La vì quá phiền muộn nên lâm bệnh nặng. Con gái bà là Hoàng Quả Tùng kể lại câu chuyện như sau. Mùa thu năm Nhâm Dần, mẹ tôi không may gặp phải bao chuyện không như ý nên mắc trọng bệnh, muôn phần thống khổ. Bà trở nên gầy yếu xanh xao đến nỗi không thể bước xuống giường. Chúng tôi mời nhiều bác sĩ tới khám nhưng vẫn không chữa trị được. Sau một thời gian, các bác sĩ bảo rằng mạng sống của mẹ tôi chỉ còn kéo thêm vài đêm nữa thôi. Nghe tin này, mọi người trong nhà ai nấy đều lo âu, buồn khổ. Riêng tôi càng thấy xót xa. Khi ấy, tôi chỉ biết lại cầu chư Phật Bồ Tát gia hộ. Một hôm, tôi đang lạy xuống, thì bỗng có luồng ánh sáng chiếu trước mắt. Rồi tôi thấy có một vị Pháp sư mặc áo cà sa, ngồi kiết già. Nhìn kỹ ra thì chính là sư phụ tôi. Vừa kinh ngạc, vừa mừng rỡ, tôi vội vàng niệm Phật. Sau đó chẳng bao lâu sau, mẹ tôi thoát khỏi cơn hôn mê, nhưng thần sắc bà vẫn chưa hẳn phục hồi. Sau đó, tôi chợt nhớ đến sư phụ nên tìm người cùng tôi đến diện kiến Ngài. Khi thấy Ngài, tôi phục khóc và thỉnh cầu Ngài cứu cho mẹ tôi. Ngài bảo tôi, bệnh của mẹ con ta đã biết trước rồi. Con hãy mau trở về nhà chí tâm niệm Phật. Phật và Bồ Tát nhất định sẽ gia hộ cho mẹ con. Sau khi bái tạ sư phụ, tôi trở về nhà và suốt đêm đó tôi đã không ngủ. Y lời Ngài dạy mà chuyên tâm niệm Phật, cầu xin chư Phật cứu độ. Sáng hôm sau, mẹ tôi cảm thấy khỏe ra rất nhiều, tinh thần cũng dần dần khôi phục. Qua sự việc này khiến tôi suy nghiệm được Phật Pháp linh cảm thật không thể nghĩ bàn. Ha, ha, ha,